Chào các bạn, lâu rồi tôi cũng chưa chia sẻ với các bạn về cái loại cây mới. Hôm nay là tôi chia sẻ với các bạn về một loại cây đây. Mà những cái loại cây tôi chia sẻ là trong tiếng Latin thì đã phê duyệt thì nó rất là chuẩn những cái loại cây. Thì nhiều người bây giờ là người ta chia sẻ những loại cây thì tôi cũng nhìn nó cũng không được chuẩn, tên gọi nó không được cái đúng theo cái trật tự của cây. Thì cái cây này nó là đây, ở khu này nó cũng rất là nhiều cái loại cây thì tôi cũng nhổ vứt đây. Các cái loại dòng dương xỉ rất nhiều. Đấy. Nay đi lấy thuốc đây thì tôi chia sẻ các bạn đây là cái cây cồ lốc lá lớn. Được gọi là sâm cau lá lớn. Thuộc họ tỏi vai lùn. Tức là trong tiếng Latin thì họ là tỏi vai lùn. Thì được tính vào dòng là ba loại cây. Là cồ lốc lá lớn. Đây là cây này là cồ lốc lá lớn. Sâm cau lá lớn, tỏi vai lụn thuộc họ tỏi vai lùn và cây sâm cau. Sâm cau là vẫn hay mua bán đấy, là cái sâm cau đây nó cũng lá như này, gần nhỏ hơn, gọi là ngải cau hay là cồ lốc nam, cũng là thuộc họ tỏi vai lùn. Hoặc là một cái cây nữa là cây lá nhỏ hơn thế này, nhỏ hơn cái dòng của cái cổ lốc nó lớn này, thì được gọi là tam năng, cổ lốc mạnh, nòng thuyền, hoặc gọi là tiên ma hoa thưa, cũng thuộc họ tỏi vai lùn. Và có hai loại cây nữa được gọi là cây sâm cau, thì đấy là cây sâm mây ở trên núi đá này, là cây sâm mây ở trên núi đá này thì người ta gọi là sâm cau huệ đá. Thì cái cây đấy nó thuộc họ hoàng tinh. Và cái cây nữa thì gọi là cái cây sơn mộc. Sơn mộc là sâm cau huệ rừng, cũng thuộc họ hoàng tinh. Thì là phân tích ra được gọi là sâm cau ấy, thì các bạn là có 5 loại để gọi là sâm cau. Thì trong đấy nó có 3 loại là thuộc họ tỏi vai lùn. Là cái cây sâm cau các bạn hay dùng hiện tại bây giờ nó cũng tỏi vào lùn. Nhưng mà sâm cau đỏ thì tôi cũng chưa tính nữa, là tôi tính chưa chưa ở cái bảng nghiên cứu, nó không được tính ở cái dòng là của sâm cau. Thì người ta chỉ gọi là linh tinh. Đến là 5 loại được gọi là sâm cau. Thì cái tác dụng và tính vị của cái loại cổ lốc nó lớn thì các bạn, thì nó là bị ngọt chua, hoa thì cái dùng ở cái dòng của cái cổ lốc lá lớn này thì nó hoa nó cũng đại tiểu, dùng là chữa về các cái chứng thận, hay là dùng cái củ của nó cũng là dễ về củ hoặc dễ dùng để chữa các cái chứng thận. Cái quả của cái cổ lốc nó lớn này để dùng ăn cơm ngon, và là cũng dùng đường chữa về cái đường tiết niệu. Cái cổ lốc nó lớn thì chữa được rất nhiều các chứng bệnh các bạn. Trong cái bảng hợp chất của trong cái không biết là của trong cái bảng hợp chất của tiếng Latin ấy, thì nó phân tích ra của hợp chất của nó rồi, của cái Việt Nam mình thì nó cũng phân tích rồi, cũng dựa theo cái của tiếng Latin.
thì cũng gây chữa về cái bệnh thấp khớp, viêm khớp dạng thấp, thận. Cái này là suy thận vì thế này vẫn dùng, hoặc là nhiệt dương. Hợp chất của những cái cây cổ đốc lá lớn này. Đấy là những cái phần mà tôi chia sẻ tới, thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn được những cái cây thuốc mà người ta đặt tên nó sai, đặt tên nó sai mà sai cái hợp chất của cây thuốc. Đấy rồi tôi đi tôi rửa cái củ. Gọi là cái tiếng dân tộc này dân tộc kia thì thật ra tôi cũng qua nhiều cái vùng dân tộc chữa bệnh, kể cả là những Việt Nam hay là nước ngoài tôi cũng qua, tôi chữa rất nhiều các nước. Thế nhưng mà để mà đúng là cái hợp chất của cây hay gọi đúng tên cây thì là phải đúng là các bạn sẽ tra cái từ điển ra thì là các bạn tìm được hợp chất của cây đấy. Nếu mà người hiểu về những cái chất của cây thì các bạn dùng để các bạn đấu nó rất dễ, hoa nó đấy các bạn. Cây này gọi là cô lốc lá lớn, sâm cau lá lớn các bạn nhé. Nhiều người chia sẻ là cây thuốc là nó chưa chuẩn. Thế